にちは、しーちゃん。今からママの美味しいチーズスティックを食べます。みんなチャンネル登録をお願いします。こんにちは、しんちゃん mọi người。Hôm nay mình chia sẻ công thức làm món phô mai que tan chảy được nhiều người yêu thích và cách làm cũng rất là đơn giản. Mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Để làm món này mình cần có phô mai que. Và vì con của mình thích ăn cái thịt hun khói nên là mình làm thêm một quấn một ít thịt hun khói vào đây. Còn mọi người không thích thịt hun khói thì mình có thể không quấn vào ha. Phô mai que hầu như ở tất cả các siêu thị đều có bán. Ở quầy cheese có bán phô mai que này ha. Một bịch có 2 cây như vậy nè. Tiếp theo là mình áo một lớp mỏng bột mì lên phô mai que này. Áo từng cây nha, bỏ từng cây vào. Ăn cho bột mì dính đều vào phô mai nha. Phải áo một lớp bột mì như vậy để khi mình chiên với nhiệt độ nóng của dầu thì phô mai sẽ tan chảy ở trong cây ở trong trong lớp áo bột mì ha, không có bị chảy ra ngoài. Tiếp theo ở đây mình có 150g bột mì và một quả trứng. Mình cho trứng vào bột mì nha. Rồi cho nước vào đây, cho từ từ nước thôi nha. Ở đây mình có 120ml nước, mình cho vào đây từ từ để mình xem cái độ sệt của bột và trứng như thế nào ha. Quậy đều lên. Và mình thấy như vậy là vừa rồi nè. Có độ sệt như vậy là vừa rồi ha. Và tùy theo bột mà mình cho nước vào nha. Nên là mình đừng có cho hết nước vào một lần. Mà mình hãy cho vào từ từ. Chừa lại một ít xem coi độ sệt của bột như thế nào. Rồi mình mới cho vào nữa nha. Bước tiếp theo. Cho cây phô mai que vào miếng hummer. Miếng thịt hun khói. Rồi quấn lại. Phết một ít bột lên. Mình chừa ra một khúc ha. Khúc khoảng 2cm. Rồi phết một ít bột lên đây để cho nó dính lại ha. Rồi quấn lại và nhúng vào bột. Nhúng cho áo một lớp bột rồi mình lấy ra cho vào bánh mì vụn. Để bánh mì vụn vào một cái hộp hay là cái khay gì đó ha. Có cái chiều sâu á để mình lắc như vậy nè. Lắc như vậy cho nó dính đều vào. Dùng tay bóp, bóp đều cho bột bánh mì vụn dính đều vào phô mai que. Vậy là được rồi ha. Và tiếp tục quấn thịt hun khói vào cây phô mai que. Rồi rét lên đây một ít bột. Quấn lại cho dính.
Rồi tiếp tục cho cây phô mai que vào bột, lăn một vòng cho bột chín đều lên cây phô mai que. Vớt cây phô mai que ra và mình cho tiếp vào bột bánh mì vụn, lắc lên cho bột bánh mì vụn dính đều vào đây. Rồi dùng tay bóp đều cho bột bánh mì vụn dính đều vào cây phô mai que. Như vậy là xong rồi. Tiếp theo mình sẽ làm phô mai que không có thịt hun khói nha. Mình cũng cho phô mai que vào bột và lăn đều cho bột dính đều vào cây phô mai que. Rồi lấy ra cho vào bột bánh mì vụn, lắc đều lên cho bột bánh mì vụn dính đều vào đây. Và cũng dùng tay bóp cho bột bánh mì vụn dính chặt vào cây phô mai que. Và lần này mình sẽ nhúng thêm một lần bột nữa, vì mình không có cái lớp thịt nguội á, nên là mình phải nhúng thêm một lần bột nữa và cũng cho vào bột bánh mì vụn thêm một lần nữa nha. Nhúng nhiều bột để cho cái lớp bột bánh mì vụn nó dày lên và cái lớp phô mai của mình không có bị chảy ra khi chiên nha. Cho nên mình phải làm hai lần như vậy. Như vậy là xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu đem chiên nha. Mình phải để cho dầu thật là nóng nè, mình để đũa vô mà thấy nó sôi bọt lên như vậy á là dầu thật nóng mới được nha. Cho phô mai que vào chiên. Nhớ cho mình là từ khi bỏ vào đến khi lấy ra là mình không nên đụng đũa vào đây, mà mình đợi cho mình thấy nó vàng là mình gấp ra liền, không có để lâu nha. Thì để lâu là phô mai que nóng quá nó sẽ chảy ra. Như vậy là vàng rồi nè, mình gấp ra nha mọi người, gấp nhanh ra nha. Cho tiếp phần còn lại vào chiên cho hết luôn. Vậy là mình vừa hoàn thành xong phô mai que tan chảy. Clip của mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của KiwKodoGP để nhận được thông tin mới nhất từ kênh. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. さいごまで見てくれましてありがとうございました。またねー。